Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi lại về một cái chiếc xe mang thương hiệu Toyota Hilux, sản xuất năm 2020, số tự động một cầu phiên bản E, màu trắng đẹp xuất sắc luôn. Xe full lịch sử hãng và chất xe thì chạy nguyên một dàn lốp theo xe, sơ cua chưa chạm đất. Toàn bộ 4 cánh cửa cốp trước cốp sau là nguyên zin. Nói chung là bác nào mà thích xe chất, xe đẹp thì đây là một cái chiếc xe mà không thể bỏ qua. Với độ chất xe thì em Lợi xem qua thì thấy rất là đẹp và nó mới. Đấy. Xe đồng sơn là sơn zin còn đến 99%. Và toàn bộ các cái phần đồ chơi của chiếc xe thì được bác chủ trang bị khá là nhiều. Như nắp thùng này, ghế da xịn sò, màn hình cam lùi. Đấy. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Anh chị em nào quan tâm đến các dòng xe bán tải đẹp thì kênh em Lợi khá là nhiều. Tập trung các dòng xe bán tải Toyota Hilux này, Forerunner, Triton, Navara. Đấy. Và anh các bác nào mà có nhu cầu mà bán xe, lên đời xe, alo em Lợi nhé, em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, toàn bộ xe thì em quay cái phần ngoại thất cho quý anh chị xem này, còn khá là long lanh. Từ đèn pha của chiếc xe này, sáng đều đẹp này. Cala, Gabo và ba đời sốc này, sơn zin 100%. Lốp của chiếc xe là lốp đát theo xe nguyên dàn nhá. Đát 2020 hết nhá. Và đát rất là dày này, chất xe chạy 5 vạn này, zin 100%. Và kính đèn này, đến gáo gương này, xin nhan trên gương này đều rất là đẹp. Lên form mới nên mặt ca lăng đen rất là đẹp và nguyên zin nhé. Xe biển Hà Nội một chú từ đầu. Bướng gầm của chiếc xe này nó khá là đẹp, lốp hai quả đều nhau. Đấy. Toàn bộ các cái phần trầy xước nó bé này thì sau hai hôm nay em Lợi sẽ cho dọn vệ sinh, đánh bóng lên cho quý anh chị nhé. Toàn bộ đèn pha này, mặt la răng không trầy xước gì. Bậc lên xuống là xe chỉ chạy trong phố phường thôi. Chất xe, chất khung gầm thì quá là đẹp luôn. Đấy. Màu trắng ngọc trinh, tay nắm móc qua cánh cửa đây, nguyên zin hết. Xe lốp sơ cua chưa chạm đất, toàn bộ khung gầm lốp này dọn lên rất là đẹp nhé. Vâng, sau đây em Lợi sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Và đây là phần nội thất bên trong của chiếc xe nhá. Từ nội thất là được trang bị nội thất ghế da, cột kèo, táp ly, cánh cửa của chiếc xe là nguyên zin 100%. Đây, từ các cái phần chỉ cánh cửa này, táp ly này, 100% là nguyên bản nhá. Xe cam kết bằng văn bản cho quý anh chị không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, đây là cái phần mép ghế lái của chiếc xe này, vô lăng củ số này, đến màn hình này, táp ly, bàn thờ đều rất là đẹp nhé. Xe ghế da zin xịn sò và toàn bộ trần của chiếc xe là trần để nguyên bản từ đầu. Tất cả các cái ốc cột này, tem mác cột năm sản xuất đều 2020 này. Bậc lên xuống chạy sàn da của chiếc xe này đầy đủ chỉnh chu hết nhé. Chiếc Toyota Hilux sản xuất năm 2020, số tự động một cầu, máy dầu bản E. Nội thất ghế phía sau này, trần phào là nguyên bản hết. Tất cả các cái lồng trong là sơn một zin 100%. Chung là anh chị em nào mà thích xe chất, xe đẹp thì kênh em Lợi khá là nhiều. Và cam kết chỉ làm xe đẹp thôi, không làm xe tai nạn ngập nước. Máy số là zin. Màn hình này, củ số này. Xe nguyên một dàn lốp theo xe và lốp sơ cua chưa chạm đất. Xe một chủ từ đầu, full lịch sử hãng nhá. Anh chị em có thể gõ cái biển số của chiếc xe 29H74014 nhá, để có thể check trên lịch sử hãng Ford Toyota Thanh Xuân nhá. Đấy. Các bác có thể check sơ qua bằng biển kiểm soát xem coi em Lợi nói chuẩn hay không. Và em Lợi mua bán cam kết chất lượng bằng văn bản cho quý anh chị nhá. Đây, toàn bộ các cái phần ốc cốp sau này nguyên zin hết. Đấy.
Đây nhá, Toyota Thanh Xuân nhá, full lịch sử hàng. Đấy. Anh chị em có thể check số khung, số máy, biển số này. Xe chạy nguyên một dàn lốp theo xe nhá, đát lốp tất cả đều là theo năm sản xuất 2020. Em Lợi đã check kiểm tra đây. Năm quả đều như nhau, khung gầm sắt xi này, nguyên zin hết. Và đặc biệt là lốp Scoo là chưa chạm đất. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe, cột kèo táp ly này đều rất là đẹp nhé. Đấy, từ các cái sơn chỉ nó còn sáng và đẹp này, lên xuống kính điện này, kính của chiếc xe thì đều của hãng Toyota và đều có năm sản xuất theo năm sản xuất 2020 nhé. Quay mộc cho quý anh chị này, từ các ốc khóa bản lề này, bao zin hết toàn bộ, bậc lên xuống này, lòng trong cột kèo này, sơn zin, nội thất ghế lái này, căng đét luôn. Và toàn bộ xe táp ly này, đến tay nắm cột kèo này, nguyên zin hết. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan nên là độ cách âm của chiếc xe khá là tốt. Đây là khoang động cơ của chiếc xe nhé. Máy này, máy và đến ốc cabo này đều zin. Chân đèn này, nguyên bản hết, đèn pha nó sáng và đẹp. Các cái ốc đèn này, nguyên zin, quay mộc luôn, còn nguyên bám đất nhé. Sau 2 hôm nữa em Lợi sẽ đầu tư khoảng tầm 2 triệu vào đánh bóng này, dọn nội thất này, dọn khoang máy động cơ cho quý chị và sẽ review lại. Tem mắc cabo là zin hết 100%. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Toyota Hilux sản xuất năm 2020. Form mới, số tự động một cầu phiên bản E, màu trắng ngọc trinh. Xe đang chào bán với cái giá là 640 triệu. Bác nào quan tâm liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý bạn.